Chào mừng tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Quý vị và các bác, chúng ta vừa được nghe thử và vừa được thưởng thức một đoạn nhạc mà được cặp loa JBL KI512 này trình diễn. Và cặp loa JBL KI512 này là cặp loa hàng bãi xịn của Mỹ và sản xuất trước năm 2016. Cặp loa này thì từ nội thất và tất cả về loa thì em cũng đã giới thiệu rất là kỹ lưỡng ở trong những video trước rồi. Và đợt này thì bên em về được thêm một lô hàng những cặp loa JBL KI512 này. Thì hôm nay em lên sóng cùng với lại quý vị và các bác. Cặp loa này đó là cặp loa đa năng. Các bác nghe nhạc, các bác hát karaoke và các bác xem phim thì âm thanh rất là hay. Âm thanh rất là chi tiết các bác nhé. Âm thanh rất là chi tiết. Âm bát thì chắc, tròn và sâu tiếng. Còn âm chép thì nảy tanh tách luôn. Ở phía dưới này thì là nó là một âm chung các bác nhé. Bởi vì đây là dòng loa 3 đường tiếng mà. Đấy, xong loa 3 đường tiếng thì ở phía dưới này một âm chung khi mà các bác hát karaoke đó. Lời ca tiếng hát rất là trong trẻo. Và kể cả là các bác nghe nhạc thì lời ca tiếng hát của ca sĩ cũng rất là trong trẻo. Với âm chép kèn ở phía trên này thì các bác nghe nhạc hoặc là các bác hát karaoke thì tiếng chép nó cũng rất là tí tách và rất là hay. Với thiết kế rất là nổi bật đó là tấm meca và ngăn cách giữa ấy căng vải và ấy căng thép không gỉ đây đấy. Rất là nổi bật đúng không ạ? Và hai lỗ thông hơi thì nằm ở ở phía mặt bên, cho nên là các bác có thể để sát tường đi chăng nữa thì nó không ảnh hưởng gì đến chất âm cả đấy. Bây giờ em sẽ test thử một đoạn bài hát, quý vị và các bác cùng lắng nghe và cùng cảm nhận cái chất âm khi mà hát karaoke của cặp loa JBL KI512 hàng bãi Mỹ xịn này các bác nhé. Và hiện tại thì cặp loa này là đang có giá là 4.500.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển rồi các bác nhé. Bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho quý vị và các bác. Bác nào chưa có dây thì bên em sẽ tặng kèm dây, còn bác nào có dây rồi thì thôi ạ. Đấy. Đây, bây giờ em sẽ test thử nhé. Nên 1 2 6 7. Và khi thu đến anh có
cho đêm đến kết thành phương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em mới xích lại thật gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trắng thành đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. LJBLKI512 hàng bãi Mỹ Sĩ này, và cái chất âm của nó thì thật đáng bất ngờ đúng không ạ? Âm thanh rất là chi tiết trong trẻo, và các bác có thể thấy được cái sự tái tạo âm thanh cực kỳ tốt của cái cặp loa JBL-KI512 này. Và giá chỉ có 4.500.000 đồng các bác nhé, đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển, hoặc các bác để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.